sao làm, đừng để tôi gọi ok tới là mệt rồi đó. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Mình là Sang, thì hôm nay Sang sẽ làm một clip trôn gái ngành, nhưng mà không phải trôn thường đâu anh em. Sang sẽ ra đó chọn lấy một em và đi nửa đường Sang sẽ bảo là quên mang bóp và xe sẽ hết xăng. Thì lúc này Sang sẽ thử xin tiền em ấy để mà đổ xăng, hoặc là nếu mà xin không được, không có tiền thì Sang sẽ kế hoạch hai là bắt em ấy thử xem em có đẩy xe cho Sang hay không. Thì khách này hơi kỳ một tí như anh em á, nếu mà thấy hay á thì hãy tiếp tục cùng mình theo nào. Let's go. Anh em có thấy một em đang đứng ở kia không? Bữa nay không biết sao chỉ có một em thôi, chắc là bữa nay có biến, có công an hay sao. Thì bây giờ mình sẽ ra đó. Rồi tóc dài giả mang luôn, chân dài đó, ô xinh tươi. Thì bây giờ mình sẽ ra đó mình thôi nè. Bắt đầu thôi. Từ từ đó, mình nhìn xem có bảo kê không. Chị sợ khúc này nó có bảo kê. Có bảo kê thì nói chuyện với nó, quay video thì nó chịu chết, nó đánh chết luôn. Không có ai. Giờ mình sẽ ra đó. Bắt đầu thôi anh em. Em ơi, có đi khách không em? Sao em ngồi vậy? Có đi có không? Em đi bao, giá bao nhiêu ạ? 2 triệu một đêm. Ơi, sao đắt thế? Không có giảm giá à? Đắt thế? Không mới... em, ở đây ai cũng vậy, không có giảm giá đâu. Mới đầu xuân mà em sao mà căng thế? Không, anh đi được thì đi, tùy anh thôi. Thì bữa anh thấy hai ba cô đứng ở đây cũng đâu có mắc gì đâu. Không, em chỉ có giá như thế thôi. Không giảm luôn à? Không giảm luôn. 2 triệu. Vậy cũng được, em lên xe đi. Thì như vậy, khoan đã. Thì như vậy anh nói cho em nghe. Thì anh bây giờ anh chở cho thằng đại ca anh hơi xa một tí, thì anh đi chở nhỏ thôi. Nếu mà em hơi xa một tí cũng không xa mấy đâu, dưới đây tí à. Nếu mà được thì em lên xe được không? Ok rồi, lên nha. Em đổ nó một điểm đi, em có đem hai cái đổ đi, khúc này con mèn. Ôi chết rồi, xe hết xăng hay sao em ơi? Xe hết xăng rồi em ơi, chết rồi. Giờ sao đây, hết xăng luôn. Xe đi anh xem. Hết xăng luôn rồi. Anh quên đăng bóp nữa chứ. Chết rồi, quên đăng bóp. Anh giỡn mặt hả? Em không, không, em có mang. Em có mang tiền không, cho anh mượn. Cho anh mượn 50 thôi, lát ra đó thằng đại ca. Không, thiệt. Anh không có giỡn mặt. Nhưng mà em cho anh mượn 50 đi. Lát ra đó đại ca nó sẽ thanh toán tiền cho em rồi đó. Anh sẽ kêu nó trả cho em thêm tiền. Không, anh không có giỡn mặt với em. Mà xe thật sự là anh quên thì đem bóp với hết. Anh quên đem bóp với xe hết xăng rồi. Chạy ngang khúc này đường vắng lắm. Giờ không có xe ai đó. Cây xăng thì phía trước, anh biết đó, phía trước có cây xăng. Giờ em nếu mà không có tiền, em không có đem tiền luôn hả? Không, tôi không có đem tiền. Chết rồi. Giờ không thì em với anh đẩy xe lên phía trước. Dù sao cũng lỡ đi rồi, anh không chở em về được. Thôi anh với em đẩy xe lên phía trước đi. Rồi anh để điện thoại lại cầm cho người ta, rồi người ta đổ xăng cho mình, rồi anh chở lên trên kia chứ biết sao giờ. Anh làm sao làm, đừng để tôi gọi ok tới là mệt rồi đó. Rồi thôi được rồi. Anh bây giờ mình sẽ đẩy xe lên phía trước. Cây xăng cũng gần đây, phía kia em thấy không? Mình đang trôn nó rồi các bạn ơi. Đang đi bộ phía sau. Nó không biết mình trôn đó. Nó tưởng đâu là mình nói thiệt. Anh đừng có giỡn mặt với tôi, giờ tôi gọi ok tôi. Thôi được rồi, được. Tôi biết hôm nay anh giỡn mặt anh giỡn, nhiều lần anh, rồi đó. Anh giỡn với em thôi, em đừng gọi, em đừng có gọi, được chưa? Ok, tôi đang tới, anh giỡn vậy thôi không được rồi đó. Hôm nay tôi bị giỡn mấy lần rồi đó. Thôi được rồi, bây giờ anh đưa, làm sao thì làm đi. Anh đưa em số tiền này, coi như là anh làm mất thời gian của em. À, em cho anh xin lỗi.
bây giờ anh sẽ đưa em về, không có đi nữa, được chưa? Thì anh đưa xe em về, anh xin lỗi, đừng có gọi ok em tới nha. Ok, rồi. Được, em lên xe đi, xe em còn xăng, không có hết xăng, thôi anh đưa em về, vậy nha. Em đừng gọi ok em tới nha. Chắc video mình phải kết thúc đây thôi các bạn ơi, tại con nhỏ đó, nó hung dữ quá, mình không có tôn được nó mà bắt nó đẩy bộ, nó không có đẩy, thiệt là nó không có đẩy cho mình, nó bắt mình đẩy thôi, nhưng mà mình cũng mệt lắm chứ, một đẩy gần 15 phút, thì cái này giống như là nó trôn mình ngược lại mình thôi, mình mất tiền mà mình không có dùng được. Thôi video mình kết thúc lại đây thôi, nếu các bạn thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh cho mình sẽ làm những cái video trôn bá đạo hơn như vậy nữa.